Chào anh em QA110 nha. Giới thiệu với anh em cấu hình cái nồi thái dũ xe. Xe này thì mình làm full cấu hình nồi thái chạy mạnh dũ xe và không bị tuột nồi với hao xăng nha. Thì chủ xe muốn lên mạnh thêm nữa, giống như cấu hình bài cam xăng nồi nha. Đã vô chủ xe được cái phần nhôm hình dĩa vàng rồi. Thì cái nồi mình sẽ làm chủ xe là đi đúng cái bài chủ xe luôn. Xong rồi chủ xe muốn đi bài cam xăng nồi hoặc nồi vô gió hoặc là lên trái lớn mà không cần em rồi nha. Thì mình sẽ cho anh em coi cấu hình nồi cũ chủ xe hay thế nào ha. Thì cái nồi cũ chủ xe thì anh em thấy là bố sắt bị mòn trái rồi nha. Đó, mòn trái rồi, không còn cái đồ bám nữa. Đó, cháy đen thui rồi nè. Đó, về cái phần chuông nồi với lại là bố sắt thì mình sẽ đi lại cái chuông nồi mới chủ xe luôn, tại cái chuông cũ chủ xe nó bị sập huyết rồi. Đó, cái chuông này đi chuông mới chủ xe nè, bao đẹp cho anh em ha. Đi phun ba bố thái chủ xe, con bao ba cái, 1, 2, 3 phun thái chủ xe luôn. Đó, và bố mình sẽ đi con bao chủ xe là phun là 4 bố thái. Đó, 1, 2, 3, 4 bốn bố thái nha. Và ba số thái chủ xe, con bao ba lá nè. Anh sẽ thấy 1, 2, 3 trắng đẹp một kim vậy nha. Chào anh em QA110 nha. Giới thiệu với anh em cấu hình cái nồi thái dũ xe. Xe này thì mình làm full cấu hình nồi thái chạy mạnh dũ xe và không bị tuột nồi với hao xăng nha. Thì chủ xe muốn lên mạnh thêm nữa, giống như cấu hình bài cam xăng nồi nha. Đã vô chủ xe được cái phần nhôm hình dĩa vàng rồi. Thì cái nồi mình sẽ làm chủ xe là đi đúng cái bài chủ xe luôn. Xong rồi chủ xe muốn đi bài cam xăng nồi hoặc nồi vô gió hoặc là lên trái lớn mà không cần em rồi nha. Thì mình sẽ cho anh em coi cấu hình nồi cũ chủ xe hay thế nào ha. Thì cái nồi cũ chủ xe thì anh em thấy là bố sắt bị mòn trái rồi nha. Đó, mòn trái rồi, không còn cái đồ bám nữa. Đó, cháy đen thui rồi nè. Đó, về cái phần chuông nồi với lại là bố sắt thì mình sẽ đi lại cái chuông nồi mới chủ xe luôn, tại cái chuông cũ chủ xe nó bị sập huyết rồi. Đó, cái chuông này đi chuông mới chủ xe nè, bao đẹp cho anh em ha. Đi phun ba bố thái chủ xe, con bao ba cái, 1, 2, 3 phun thái chủ xe luôn. Đó, và bố mình sẽ đi con bao chủ xe là phun là 4 bố thái. Đó, 1, 2, 3, 4 bốn bố thái nha. Và ba số thái chủ xe, con bò ba lá nè. Ba số thái 1, 2, 3 trắng đẹp một kim vậy nha. Chào anh em QA110 nha. Giới thiệu với anh em cấu hình cái nồi thái dũ xe. Xe này thì mình làm full cấu hình nồi thái chạy mạnh dũ xe và không bị tuột nồi với hao xăng nha. Thì chủ xe muốn lên mạnh thêm nữa, giống như cấu hình bài cam xăng nồi nha. Đã vô chủ xe được cái phần nhôm hình dĩa vàng rồi. Thì cái nồi mình sẽ làm chủ xe là đi đúng cái bài chủ xe luôn. Xong rồi chủ xe muốn đi bài cam xăng nồi hoặc nồi vô gió hoặc là lên trái lớn mà không cần em rồi nha. Thì mình sẽ cho anh em coi cấu hình nồi cũ chủ xe hay thế nào ha. Thì cái nồi cũ chủ xe thì anh em thấy là bố sắt bị mòn trái rồi nha. Đó, mòn trái rồi, không còn cái đồ bám nữa. Đó, cháy đen thui rồi nè. Đó, về cái phần chuông nồi với lại là bố sắt thì mình sẽ đi lại cái chuông nồi mới chủ xe luôn, tại cái chuông cũ chủ xe nó bị sập huyết rồi. Đó, cái chuông này đi chuông mới chủ xe nè, bao đẹp cho anh em ha. Đi phun ba bố thái chủ xe, con bao ba cái, 1, 2, 3 phun thái chủ xe luôn. Đó, và bố mình sẽ đi con bao chủ xe là phun là 4 bố thái. Đó, 1, 2, 3, 4 bốn bố thái nha. Và ba số thái chủ xe, con bò ba lá nè. Ba số thái 1, 2, 3 trắng đẹp một kim vậy nha.